luôn mà nó quá rẻ luôn, có 130 hả? Ăn ở Sài Gòn cũng không ăn ghê hồn luôn. 170 đồng cơm. 200 mà không được. Bữa nó vô chứ ba mới về chứ ba bà không ăn thịt, nhìn thấy thịt mỡ không ba gọi. Ờ nó làm ba gọi đi gì bánh đem ra ba gọi, mình kêu dĩa mực. Trong đây mấy nó ăn rồi luôn, bắt đầu nó mới đem ra. Mà có chừng 4 miếng mực này. Nó làm cái dĩa như xíu rồi thôi, với dĩa kêu rồi vậy đó. Mà cái bàn con ăn 5-6 người mới đem ra có 1 cái rồi thôi. Cái này cũng nhân tự do lắm. Rồi ăn lỗ chữ, lỗ có chữ luôn á. Mà đem miếng không phải tính toán ra gì mà thịt mỡ không, ăn không dám ăn luôn. Rồi con mới về đâu có dám ăn đâu, ngộn nhìn luôn, đá rồi cũng phải trả hàng. Có cơm gan kìa, ba ăn không? Ừ, lấy cơm gan đi. Cho con cơm gan nha. Mà bé Thi lại đây đi lấy nước suối với ba nè, rồi chứ quản lấy công nghệ này. Ăn ở đây nó rất là rẻ, phải chi ở gần Bạc Liêu hay gì đó là dắt cho tụi nó với ruộng lên cho nó ăn cho đã, chứ ăn không dắt thất bại. Rẻ thiệt là rẻ. Sống nào. Cái tên là cô Ba Còi. Đây em bé bé sư bự. Em bé bự. Bé sư bự. Còn con kia thì chỉ ngồi. Kiểu ở đây có bánh xèo nữa nè. Có bánh. Có bánh xèo đồ cũng ngon lắm luôn á. Không ăn nữa gì à. Vừa rẻ mà lại vừa ngon. Nhấm một khô nhà lá cũng